Trong mỗi gia đình chúng ta, ai cũng từng thải bỏ đi những chiếc tivi, màn hình máy tính, tủ lạnh, điện thoại hay những thiết bị điện tử đã cũ. Theo con đường ve chai, thu gom phế liệu, những rác thải điện tử này sẽ đến với các làng nghề tái chế. Và sau khi sơ chế, giữ lại kim loại hoặc những phần có giá trị, một khối lượng không nhỏ rác thải công nghiệp này sẽ được vứt bỏ ra môi trường. Và tại đây thì đốt thủ công gần như là cách duy nhất để có thể xử lý và gây ra những hệ lụy nhức nhối cho môi trường. Ghi nhận của phóng viên VTC14 tại tỉnh Vĩnh Phúc. Bãi tập kết rác thải sinh hoạt của thôn Yên Thịnh, xã Bình Dương của huyện Vĩnh Tường, bất đắc dĩ đã trở thành nơi tập kết chất thải nguy hại. Tất cả những phụ phẩm từ màn hình máy tính, màn hình TV đến tủ lạnh sau khi được người dân khai thác hết các kim loại và những vật dụng có thể dùng được thì vứt ra đây như thế này. Và ngày ngày được đốt lộ thiên thủ công gây nguy hại nghiêm trọng đến môi trường. Dù trận mưa lớn đêm qua đã dập tắt đám cháy tại đây, nhưng mùi khét lẹt và dấu tích của việc đốt rác thì vẫn còn rất rõ. Bà Thái là nhân viên tổ đội vệ sinh môi trường của thôn nhiều năm nay. Ngày ngày, bà thu gom rác thải sinh hoạt đưa về nơi tập kết. Phải làm việc thường xuyên ở bãi rác, nhưng việc rác nhựa, xốp và nhiều chất thải nguy hại khác được đổ trộm tại đây và đốt lộ thiên khiến bà lo sợ sức khỏe bị ảnh hưởng. Ngày nào cũng đốt, đốt nhiều lắm. Khói đen xì ra đốt, những cái này nó khói đen xì ra suốt. Ngày nào đây, một ngày hôm qua không đốt lại từng này xốp. Không đốt đi thì nó đầy kênh nên nó đầy ra tận đường cái này thì làm nào, cho nên hôm nào cũng cứ phải đốt, không nằm không ra cả. Khoảng chục năm trở lại đây, người dân thôn Yên Thịnh cùng nhau phát triển nghề tái chế rác thải điện tử. Sau khi sơ chế, giữ lại những phần có giá trị tái chế, phần còn lại sẽ bị đổ bỏ. Vì thế, một thôn chỉ có vài trăm nhân khẩu, nhưng quy mô của bãi rác thì lớn không tưởng. Lớp rác cũ chưa cháy hết, lớp rác mới đã tràn cả ra đường. Nước rỉ rác, chất độc hại do rác công nghiệp chưa cháy hết, theo nước mưa tràn ra xung quanh và đầu độc môi trường. Nếu như mà không có chỗ này đổ thì dân không đổ đâu được. Xin báo cáo với các anh các chị là cái năm 2017 là đồng chí trưởng thôn lúc bây giờ làm ấy thì là có cấm, mà có làm là cái cổng ở đây để cấm nhân dân là không được đổ. Thì sẵn sàng là đêm là tất cả các bờ sông hoặc là ngay trên ruộng nhà ông trưởng thôn là nó ném hai bao màn hình TV vào. Thế cho nên là nếu không đổ ở đây thì không có chỗ nào đổ. Cách bãi rác thôn Yên Thịnh, xã Bình Dương chỉ hơn 1 km là bãi rác của thôn Đông Mẫu, xã Yên Đồng của huyện Yên Lạc. Tái chế phế liệu cũng là nghề thịnh vượng ở đây. Và bãi rác của thôn cũng đồ sộ, tỷ lệ thuận với quy mô thịnh vượng của làng nghề. Mùi khét vẫn là điểm đặc trưng tại bãi rác này, bởi nhựa và phế phẩm từ nhựa cũng được đốt lộ thiên. Thậm chí cách đây chỉ một tuần, người ta đã phát hiện một số lượng không nhỏ chất thải y tế được đổ trộm tại đây. Ở Yên Đồng thì cụ thể là cái thôn Đông Mẫu này thì có một cái làng nghề, làng tái chế nhựa. Thì trong quá trình sản xuất thì một số những cái mà bà con thu gom về thì cũng không thể nào xử lý tái chế để thành thành phẩm được. Thế do vậy là có những lúc là do cũng thực sự là công tác quản lý chưa tốt, cũng như các tuyên truyền chưa tốt và cái nhận thức của bà con. Cái thứ hai cũng vì cái cuộc sống mưu sinh nên là bà con cũng thu lượm những cái rác thải đó về không đúng. Trong đó thì cũng có cái tình trạng là lén lút đổ trộm chỗ nọ chỗ kia. Ô nhiễm môi trường là câu chuyện chung của các làng nghề. Khi những núi rác thải nguy hại cứ dày lên, bài toán cần giải với môi trường làng nghề lại thêm độ khó. Nhưng cũng cần phải nói thêm, để tình trạng ô nhiễm môi trường diễn ra tại các làng nghề, trách nhiệm trước hết phải thuộc về chính quyền địa phương.